chỉ có người đàn bà đang gợi tình thì mới có những hành động này. Các bạn thân mến, tình dục là một nhu cầu không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi con người. Và việc quan hệ tình dục khi cả hai đang ở đỉnh điểm của ham muốn là một điều tuyệt vời nhất mà đôi lứa nào cũng hướng tới. Tuy nhiên, tâm lý chị em phụ nữ Việt Nam vẫn bị chi phối nhiều bởi quan niệm Á Đông. Ham muốn thì ai cũng có, nhưng không phải quý cô nào cũng dám thổ lộ với người yêu, đặc biệt là những cô nàng dịu dàng và nhút nhát hay những người phụ nữ lớn tuổi một chút. Tuy nhiên, ngôn ngữ cơ thể của người phụ nữ có thể diễn tả được những điều mà cô ấy không thể nói thành lời, đặc biệt là về chuyện ấy. Chính vì vậy, các đấng mày râu cần phải khéo léo nhận ra những dấu hiệu người phụ nữ đang muốn cưa cẩm, đang muốn gọi tình với mình để có thể có những đối sách phù hợp. Chúng ta hãy cùng đến với những hành động mà chỉ có một người phụ nữ gợi tình họ mới làm như thế này. Hãy cùng đến với những chia sẻ ngay sau đây các bạn nhé. Điều đầu tiên mà một người phụ nữ đang muốn gợi tình sẽ làm với bạn, đó chính là cô ấy muốn hẹn hò và gặp gỡ bạn ở những nơi riêng tư. Đương nhiên rồi, tâm lý phụ nữ nào cũng thế thôi. Họ sẽ muốn làm chuyện ấy trong một khoảng không gian riêng tư cho cả hai người. Đôi khi thì nàng sẽ hơi e ngại khi mà phải mặt đối mặt với bạn lúc mới quen. Tuy nhiên, sẽ có đôi lúc nàng chỉ muốn không gian dành riêng cho hai người mà thôi. Khi mà nàng đang thực sự muốn gọi tình với bạn, nàng sẽ chủ động ngỏ ý muốn xem phim đến khuya cùng với bạn này, hay là muốn đến một nơi thật là vắng vẻ, một nơi thật là lãng mạn mà chỉ có hai người, muốn đi du lịch cùng với nhau chẳng hạn. Đó chính là lúc mà nàng đang bật đèn xanh cho bạn đấy. Hoặc là có thể cô ấy nhắn tin gọi điện mời bạn qua nhà cô ấy chơi, nếu như đây là lần đầu tiên cô ấy mời bạn qua chơi. Hoặc là cô ấy nhờ bạn qua giúp cô đó một việc gì. Đó là dấu hiệu cô ấy muốn thúc đẩy mối quan hệ của hai người thêm một bước tiến nữa. Nếu như khi hỏi có chút ngại ngùng, có lẽ cô ấy muốn biết nhiều hơn về tình cảm của bạn. Trường hợp cô ấy mời bạn với vẻ lém lỉnh và nghịch ngợm thì có thể cô ấy đang thể hiện rất rõ là cô ấy muốn bạn rồi đấy. Điều thứ hai, một người phụ nữ gọi tình cũng đã sẽ làm với người đàn ông của mình. Đó là cô ấy sẽ quấn bạn không rời khi mà bạn đến nhà của cô ấy, hoặc là khi hai người đang ở không gian riêng tư mà tôi vừa nói. Nếu như cô ấy cứ quấn bạn, cứ ôm ấp rồi vô tình đụng chạm thì rõ ràng đây là một ngôn ngữ mời gọi làm chuyện ấy cùng với nhau. Những ngón chân cứ xoắn vào nhau cũng là một dấu hiệu. Tuy nhiên thì bạn nên theo dõi cả ánh mắt và một vài các dấu hiệu khác ở đằng sau đi nữa để chắc chắn hơn. Và lúc này thì bạn nên khởi động từng bước một thu hút sự chú ý của cô ấy và thay đổi nhiều tư thế để tạo những cảm giác mới lạ, thay đổi nhiều những lời nói, những hành động để có thể khơi gợi cô ấy nhiều hơn. Nàng chủ động đến gần bạn nhờ bạn những việc tiếp xúc cơ thể, hay là đột nhiên cô ấy gợi ý muốn được massage, muốn được xoa bóp, hoặc là cô ấy muốn bạn đấm lưng cho cô ấy chẳng hạn, thì đây là một trong những dấu hiệu dễ nhận ra nhất. Dấu hiệu thứ ba cho thấy một người phụ nữ đang gợi tình thông qua ánh mắt, đó là thể hiện sự thèm muốn và mời gọi. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, khi mà mọi tâm tư, suy nghĩ, tình cảm và ham muốn đều sẽ được thể hiện thông qua nơi đây. Phụ nữ lúc bình thường sẽ có đôi mắt tĩnh lặng, không gợn sóng. Còn những lúc đang khao khát, đang rất là muốn người đàn ông thỏa mãn cho mình, thì lửa tình sẽ thổi bùng lên đôi mắt của cô ấy, khiến cho đồng tử giãn rất to và trong ánh nhìn sẽ luôn thể hiện sự thèm muốn, sự mời gọi. Nếu một lúc nào đó bạn bất chợt nhìn thấy người phụ nữ của mình nhìn chằm chằm vào đôi mắt, nhìn vào cơ thể, hoặc nhìn vào vùng kín của bạn với thái độ chăm chú, đăm chiêu và không rời mắt, thì chắc chắn là cô ấy đang rất khao khát bạn, đang rất muốn gọi tình bạn. Đây được xem là tín hiệu báo động để bạn có thể tiến ngay đến và chiếm lấy người phụ nữ của mình ngay lập tức và đưa cô ấy lên từng nấc thang của sự sung sướng. Một dấu hiệu nữa cho thấy người phụ nữ đang gợi tình, dấu hiệu thứ tư, đó chính là dựa trên trang phục của cô ấy. Một trang phục sexy và gợi cảm, phụ nữ khi mà họ khao khát chuyện ấy thường có xu hướng diện những trang phục sexy và gợi cảm, bởi vì các cô gái tin rằng khi mà khéo khoe cơ thể nóng bỏng và quyến rũ của mình thì không có một người đàn ông nào có thể kháng cự lại được sự cám dỗ nhìn ngọt ngào và trực quan như thế này. Thông thường thì cô ấy sẽ mặc những bộ cánh bó sát hoặc là mỏng, hoặc là hở cổ, chỗ cổ
để lộ ra những đường cong tuyệt mỹ trên cơ thể của mình. Đó có thể là bờ vai hở hững, một đôi gò bồng nào mọng nước, một bờ mông căng tròn hay một đôi chân trắng ngần và thon thả. Khi tất cả những thứ này đang bày dọn trước mắt người đàn ông thì các anh đừng có chần chừ nữa mà không lao đến với cô ấy, lấp đầy những khoảng trống trong cô ấy. Nếu như lúc này được đáp ứng đầy đủ sau những sự mời gọi và khao khát từ phía cô ấy thì cô ấy sẽ sướng phát điên lên và chẳng thể nào quên được những giây phút hai người mặn nồng bên nhau. Và đương nhiên là cô ấy sẽ cảm kích vô cùng. Dấu hiệu thứ năm của một người đàn bà đang cởi tình đó chính là những lời nói êm dịu rót mặt vào tai. Trong thực tế thì những người phụ nữ mà họ đang có nhu cầu ân ái và đang muốn người đàn ông lao đến với mình thì họ thường sẽ có những lời nói êm dịu như rót mật vào tai. Nếu như bình thường người phụ nữ này của bạn là một người cũng không hay nói những lời nhẹ nhàng và ngọt ngào, nhưng mà nay thì bỗng nhiên quay mắt 180 độ sang thốt ra những lời ngọt như miếng lùi thì 100% là cô ấy đang muốn bạn yêu cô ấy rồi. Khi mà nói những lời tình tứ thì cô ấy sẽ hay hướng ánh mắt về phía bạn và kèm theo những hành động đụng chạm thân mật như là sờ vào vùng nhạy cảm, sờ mông, sờ đùi, sờ ngực hoặc là ôm hôn. Trong trường hợp không gian chỉ có hai người thì rất có thể cô ấy chẳng ngần ngại gì mà đề cập luôn những chuyện ân ái để kích thích và gợi tình ở phía bạn. Bên cạnh những lời nói ngọt ngào, cô ấy có thể bỗng nhiên khen ngợi bạn rất nhiều. Một dấu hiệu cho thấy người phụ nữ họ đang rất muốn làm chuyện ấy và họ đang gợi tình đó là cô ấy bỗng dưng khen ngợi người đàn ông của mình nhiều hơn bình thường, đặc biệt là khen ngợi về mặt cơ thể, mặt body, nào là cơ thể anh chuẩn nhở, hay là bờ môi, ánh mắt đầy quyến rũ, gợi cảm, cùng với những cử chỉ ân cần, âu yếm thì không thể nào mà khác được nữa. Cô ấy đang gợi tình bạn 100%. Cử chỉ cũng là một điều sẽ cho thấy rất rõ vấn đề này. Đó chính là những người phụ nữ gợi tình thì họ sẽ có những cử chỉ thân mật và gần gũi với bạn, ham muốn tăng cao, khiến cho người phụ nữ có những cử chỉ thân mật và gần gũi với đối phương. Cô ấy sẽ thường xuyên nhào tới ôm chặt lấy bạn này, hôn thật sâu vào môi, cắn nhẹ vào vành tai, hoặc là không ngừng vuốt ve, sờ mó khắp các bộ phận trên cơ thể của bạn. Mục đích cuối cùng là đánh thức được cơn hứng tình ở trong người của cánh người lâu và khiến cho người đàn ông không thể cưỡng lại trước những thứ tuyệt mỹ diễn ra trước mắt mình. Không giống như phái mảnh, nữ giới thì thường ít nhiều họ sẽ rụt rè và e ngại hơn trong chuyện ấy, nên sẽ không thể hiện ra bên ngoài quá mãnh liệt đâu. Thay vào đó, mọi thứ sẽ thật nhẹ nhàng và tế nhị. Và khi những người đàn ông các anh bắt gặp được những cử chỉ này của các cô nàng thì đây chắc chắn là những lúc mà cô nàng đang khao khát được yêu đương nhất. Hãy tiến tới đáp ứng và khiến cho cô ấy trở nên hạnh phúc, thăng hoa lên thiên đường. Một dấu hiệu tiếp theo cho thấy người phụ nữ đang gợi tình đó chính là cắn môi, đỏ mặt và thở rất gấp. Người phụ nữ cắn môi, mặt đỏ bừng và thở gấp gáp là một trong những dấu hiệu thường thấy ở những người phụ nữ họ đang thực sự khao khát chuyện yêu. Khi mà ham muốn tăng cao thì huyết áp và nhịp tim ở nữ giới sẽ tăng lên đáng kể. Đồng thời tuyến thượng thận cũng tăng các hoạt động bài tiết hormone, khiến cho tim đập nhanh hơn bình thường, nhịp thở trở nên gấp gáp hơn, tâm trạng luôn trong trạng thái hồi hộp và đỏ bừng mặt vì ngại ngùng. Bên cạnh đó thì nhiều chị em phụ nữ còn có thói quen rất đặc biệt khi mà nhu cầu của mình tăng lên cao, đó chính là liếm môi. Theo như một vài người phụ nữ giải thích thì hành động này sẽ giúp cho cô ấy thu hút được ánh nhìn từ phía người bạn tình, khơi gợi hơn, hứng tình hơn, khiến cho chàng khao khát và nhanh chóng nhập cuộc để có thể giải tỏa những nhu cầu của bản thân. Thở mạnh chính là một dấu hiệu rõ ràng và không thể che giấu được việc cô ấy đang rất rất muốn bạn lao tới. Khi cơ thể hưng phấn và bị kích thích, hơi thở tự nhiên sẽ trở nên gấp gáp và nhanh hơn. Đồng thời, những tiếng rên không có chủ đích sẽ phát ra khi mà không khí nhanh chóng đi qua dây âm thanh. Nhịp tim tăng mạnh do cơ thể chuẩn bị cho cảm giác khoái lạc, khiến cho những cơ quan bên trong cần nhiều oxy hơn. Do đó, nếu như nhịp tim của nàng tăng nhanh và hơi thở trở nên gấp gáp hơn, thì đó là thời điểm mà bạn nếu không lao tới thì bạn còn chờ giây phút gì nữa. Một hành động nữa mà chỉ có những người phụ nữ thực sự đang rất gợi tình người đàn ông họ mới làm, đó chính là rủ dê bạn xem phim 18+. Xem phim 18+ này vấn đề khá tế nhị ở nữ giới,
nên khi có nhu cầu thì họ sẽ lựa chọn xem một mình hơn. Nhưng trong trường hợp mà chị em phụ nữ không thể cưỡng lại người đàn ông bên cạnh mình nữa và cũng không biết phải bày tỏ ra sao, không biết làm thế nào để có thể gọi tình người đàn ông, thì họ sẽ rủ dê bạn tình để cùng xem chung. Lúc đó thì ánh mắt cô ấy sẽ mải mê tập trung vào những thước phim nóng bỏng này, còn đôi tay thì sẽ không ngừng là liếc trên những điểm nhạy cảm của bạn: cổ, vòm họng, đuôi trong, vai, một vài những chỗ khác xa xôi hơn. Nó sẽ khiến cho mọi cảm xúc trong người phái mạnh được đánh thức và muốn cùng với nàng trầm luân. Một người phụ nữ gọi tình họ có vô vàn cách để cả anh biết, thế nhưng việc nhận ra để mà đáp ứng được những nhu cầu, những mong muốn để cho nàng không phải cảm thấy thất vọng và không cảm thấy người đàn ông của mình quá cầu và ngờ ngợ, các bạn cần phải biết những dấu hiệu mà chúng tôi vừa chia sẻ nhé. Ngoài những dấu hiệu rất cơ bản trên thì người phụ nữ có thể là xõa tóc cũng là một dấu hiệu phụ mà cho thấy người phụ nữ này đang rất muốn khơi gọi tình cảm với bạn. Nếu như ngày thường nàng rất là chăm chút tỉ mỉ trên mái tóc của mình, nhưng mà nếu bỗng nhiên nàng lại xõa tóc, thậm chí là làm rối tóc và nhìn bạn bằng đôi mắt âu yếm gọi tình, thì không gì khác đó chính là một dấu hiệu cho thấy nàng đã sẵn sàng có những giây phút thật thăng hoa bên bạn. Các bạn thân mến, vì vậy là trong video ngày hôm nay chúng tôi đã chia sẻ cùng với các bạn những hành động cho thấy một người phụ nữ đang cực kỳ mong muốn người đàn ông dành tặng cho mình những giây phút dường chiếu thật thăng hoa. Hy vọng rằng với những lời chia sẻ này thì các bạn đã có thể biết được động cơ của người phụ nữ đằng sau những hành động có vẻ rất tế nhị này nhưng đầy mục đích, để các bạn có thể có được những quyết sách cho những hành động tiếp theo của mình. Có thể giúp cho cô ấy thỏa mãn hay không, hay là biết người phụ nữ này đang gọi tình, đang mồi chài mình thì để còn cao chạy xa bay chẳng hạn. Hy vọng rằng với những lời chia sẻ này thì đã giúp cho các bạn chủ động hơn trong cuộc sống tình cảm của mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã lắng nghe. Còn bây giờ, xin chào và chúc tất cả các bạn thành công và hạnh phúc. Kính thưa quý vị, để tiếp theo chương trình, xin kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Một khi đã ngoại tình, vụng trộm rồi, phụ nữ hay là đàn ông đều muốn che đậy chuyện này, càng không muốn làm tổn thương tới gia đình, vợ chồng, con cái. Nhưng phụ nữ thường là người phải chịu thiệt thòi hơn, lo sợ hơn rất nhiều nếu như chuyện ngoại tình vỡ lở. Điều gì khiến cho họ lo sợ đến như vậy? Cùng nghe và suy ngẫm. Phụ nữ ngoại tình sợ nhất điều gì? Thứ nhất, phụ nữ ngoại tình sợ người chồng biết. Ngoại tình luôn là mối quan hệ vụng trộm, mà đã là vụng trộm thì luôn cần được che giấu kín đáo, không cho một ai biết. Người phụ nữ cũng vậy, họ luôn rơi vào tâm trạng lo sợ bị chồng phát hiện. Với tâm hồn nhạy cảm, phụ nữ hình dung ra được người bạn đời của mình sẽ bị tổn thương, phẫn nộ và đau đớn như thế nào nếu chồng phát hiện ra vợ ngoại tình. Khi những phút giây nông nổi đã trôi qua, phụ nữ nhìn thấy được hậu quả mà mình có thể gây ra cho mái ấm lành lặn của mình. Cho dù họ đang tiếp tục ngoại tình hay vội vã cắt đứt mối nghiệp duyên này, thì những sự lo sợ về việc người bạn đời phanh phui vẫn luôn ám ảnh. Phụ nữ càng ám ảnh, tâm lý càng bất an, và vì vậy càng dễ bị phát hiện rõ hơn hành vi xấu của mình. Thứ hai, sợ hôn nhân bị đổ vỡ. So với mối quan hệ cùng tình nhân bên ngoài thì gia đình luôn có giá trị cao hơn, thậm chí là vô giá đối với phụ nữ. Do vậy, việc sợ hãi hôn nhân, mái ấm của mình bị đổ vỡ không có gì là lạ. Trong cuộc hôn nhân, họ luôn là người bỏ nhiều tâm sức để xây dựng, vun vén cho mái ấm gia đình của mình. Không một ai muốn tâm huyết và đôi khi đó là cả thế giới của mình bị sụp đổ. Những lỗi lầm mà phụ nữ đang mang vô cùng đáng trách, nhưng họ không muốn lỗi lầm ấy sẽ phá hủy đi một mái ấm. Phụ nữ có thể chấp nhận mọi hình phạt từ người chồng, gia đình hay xã hội. Tuy nhiên, họ sẽ đánh đổi mọi thứ để có thể níu giữ lại hôn nhân của mình. Đặc biệt là phụ nữ đã có con cái. Trên hết, họ là người luôn muốn con cái của mình có được một tổ ấm trọn vẹn, có đầy đủ cha và mẹ. Thứ ba, sợ làm tổn thương đến con cái. Con cái giống như cuộc sống của người phụ nữ, vì đó là máu mủ họ dứt ruột đẻ ra. Phụ nữ có thể chịu mọi sự khinh bỉ, đay nghiến mà cười chê của xã hội,
nhưng họ sẽ vô cùng đau khổ khi lỗi lầm của mình làm tổn thương đến con cái. Những đứa trẻ mà họ dứt ruột sinh ra cần phải được sống trong tình yêu thương và hạnh phúc. Chúng cũng cần tự hào, hãnh diện về người cha, người mẹ của mình. Sẽ thế nào khi những cuộc đời non nớt ấy bị tổn thương quá sớm vì lỗi lầm của người mẹ? Tổn thương con cái chính là một trong những nỗi sợ lớn nhất của người phụ nữ. Vì vậy, họ sẽ cố gắng chuộc lấy lỗi lầm và cũng van xin người trong cuộc đừng làm ảnh hưởng quá lớn đến những đứa trẻ. Dù phụ nữ có tồi tệ đến đâu, họ vẫn sẽ dùng tất cả năng lực của mình để bảo vệ, che chở con cái của mình một cách tốt nhất. Thứ tư, sợ xã hội cười chê, khinh bỉ và điều tiếng. So với đàn ông, phụ nữ ngoại tình thường bị xã hội chỉ trích nặng nề hơn. Sự điều tiếng chỉ trích này không thể xóa nhòa và đôi khi họ có thể mang cái danh xấu xa ấy đến cả cuộc đời. Không ai muốn xã hội, bạn bè, người quen sẽ phải dùng những tính từ như lăng loàn, chắc nết, hư hỏng, bẩn thỉu để nói về mình. Những từ ngữ quá tồi tệ không chỉ phá hoại danh dự cả một đời người mà còn khiến phụ nữ trở thành một thành phần xấu xa và đáng khinh bỉ. Xã hội hiện nay tự do ngôn luận và dễ dàng tiếp cận thông tin. Khi phụ nữ bị bắt gặp ngoại tình, họ sẽ bị bêu rếu, lăng mạ và miệt thị bằng mọi hình thức. Nhiều người không chịu nổi áp lực của dư luận đã tìm đến cái chết để giải quyết. Thứ năm, sợ người tình yêu cầu ràng buộc. Trong mối quan hệ ngoài luồng, ai cũng mong muốn sẽ không có sự ràng buộc, trách nhiệm gì với nhau. Họ có thể tìm đến nhau, vui vẻ, hưởng thụ và sau đó chia tay một cách thoải mái. Tuy nhiên, không phải ai cũng gặp được một mối quan hệ như vậy. Có nhiều trường hợp, tình nhân vì quá yêu người phụ nữ mà yêu cầu phải chịu trách nhiệm với mối quan hệ. Họ buộc phụ nữ phải lựa chọn giữa họ và gia đình để từ đó xây dựng một mối quan hệ rõ ràng. Cũng có trường hợp phụ nữ gặp phải sở khanh lừa đảo. Những tên sở khanh này cần phụ nữ phải chu cấp và chi cho họ những nhu cầu về vật chất, tiền bạc, tình dục. Nếu phụ nữ không thể chu cấp, tình nhân sở khanh sẽ đe dọa, uy hiếp công khai toàn bộ mối quan hệ này. Khi vớ được một con mồi béo bở, những tên sở khanh rất khó để nhả ra. Họ giống như động vật cộng sinh, cần phải bám vào người tình để hút máu, để tồn tại. Phụ nữ vì vậy rất khó để dứt ra được những mối quan hệ này. Thứ sáu, sợ người tình phụ bạc. Ngược lại với nhiều phụ nữ bất chấp để giữ gìn hạnh phúc gia đình, cũng có phụ nữ vì quá cuồng say với mối tình vụng trộm mà bỏ cả gia đình to lớn để đi theo tình nhân. Phụ nữ lúc này như một người đã từ bỏ một nửa linh hồn của mình và người tình nhân là phần linh hồn còn sót lại. Nếu như người tình lại phụ bạc và bỏ rơi phụ nữ, họ lúc này giống như vừa chơi thua một canh bạc lớn và mất toàn bộ tài sản của mình. Sự mất mát đột ngột càng khiến phụ nữ thêm nuối tiếc, dằn vặt, đau khổ vì đã bỏ rơi gia đình của mình. Chính vì điều đó, phụ nữ dường như đã mất đi lẽ sống và không ít người dại dột tìm đến cái chết. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.